Hôm nay là ngày Valentine và mình xin chúc tất cả các cặp đôi sẽ có một ngày Valentine thật hạnh phúc, thật ý nghĩa. Và các bạn FA, các bạn cũng đừng có quá buồn. Hãy tận hưởng những tháng ngày FA của mình đi, tại vì biết đâu hạnh phúc thực sự sẽ đến vào một ngày gần nhất. Ở đêm hôm qua thì Sơn Tùng MTP có ra một bài là bài Nơi Này Có Anh. Mình có nghe qua và mình thấy bài này khá là dễ nghe. Và mình nhận được rất nhiều yêu cầu của các bạn, cho nên hôm nay mình xin chia sẻ cách chơi của bài Nơi Này Có Anh. Và hy vọng rằng các bạn có thể lấy bài này để hát tặng người yêu, hoặc các bạn FA có thể hát bài này, biết đâu sau bài này các bạn lại có gấu thì sao, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta cùng đến với bài Nơi Này Có Anh nhé. Ok, bài Nơi Này Có Anh thì được chơi trên nhịp 2-4. Bài này thì nếu mà chơi theo cách đơn giản thì nó sẽ không hay và không được ra chất. Cho nên trong bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn intro và cách chơi nó có phần nâng cao hơn. Hy vọng là các bạn có thể chơi được. Và đối với những người nào mới chơi thấy khó thì hy vọng đây cũng là một cái bài tập thử thách các bạn để các bạn có thể nâng cái kiến thức của mình lên. Ok, đầu tiên là về phần hợp âm của bài hát này. Bài hát này chơi trên đô trưởng và sẽ có những hợp âm sau. Đầu tiên đô trưởng rất dễ, mình sẽ đọc tọa độ từ dây bát trở xuống nhé. 3, 2, 0, 1, 0, đô trưởng. Trong bài này đôi khi còn dùng đô sút 2. Các bạn sẽ giữ như sau, ngón trỏ chặn hai ngón giữa áp út và ngón út. Tọa độ của nó từ dây 5 này, 3, 5, 5, 3, 3. Đó. Trong bài này đôi khi còn dùng hợp âm đô sút 4. Các bạn sẽ giữ như thế này. Cái thế giữ này sẽ giữ nâng cao khi các bạn quạt trả đấy. Tọa độ sẽ là 3, 5, 5, 6, 3. Hoặc các bạn có thể giữ đơn giản là các bạn giữ đô trưởng như này này. Đó, xong các bạn cùng cái ngón trỏ này xuống để chặn dây 1, dây 2, phím 1. Đó. Đó cũng là đô sút 4, dễ hơn nhiều đúng không nhỉ? Nhưng mà đô sút 4 này quạt trả không hay với đô sút 4 kia. Ok. Tiếp theo là hợp âm pha S9. Các bạn giữ như pha trưởng này. Bình thường pha trưởng cơ bản như này. Nhưng mà các bạn sẽ dựng ngón tay này lên. Đó, các bạn ngón trỏ này các bạn không phải giữ hai dây 1, 2 nữa. Và ngón út các bạn sẽ giữ vào phím 3 dây số 1. Đó, tọa độ sẽ là từ dây 4. 3, 2, 1, 3. Các bạn có son trưởng cũng khá là dễ rồi. Hai ngón này đang từ pha các bạn tịch tiến lên. Tọa độ sẽ là ngón này không giữ. 3, 2, 0, 0, 0, 3. La thứ 7 các bạn vẫn có ngón út để đấy. Các bạn giữ, đây các bạn la thứ này. Bỏ ngón áp út ra được la thứ 7 này. Thêm ngón út vào phím 3 dây 1 được la thứ 7. 0, 2, 0, 1, 3. Mi thứ. Ok, mi thứ quá dễ rồi. 0, 2, 2, 0, 0, 0. Xem một hợp nào. Ok, nó hợp âm nó không quá nhiều và hợp âm bài này là theo vòng lặp đi lặp lại. Ok, bây giờ mình sẽ đánh một lần thật chậm intro và hy vọng là những bạn nào chơi tốt rồi thì các bạn có thể bắt được ngay. Còn sau đó mình sẽ hướng dẫn thật chậm. Son này. À quên. Ok, bây giờ mình sẽ đánh chậm nhé. Trên dây 1 các bạn đánh cho mình mi pha son này. Mi pha son. Sau đó các bạn giữ phần còn lại của hợp âm pha trưởng vào đây. Đó, ngón trỏ các bạn đi lên. Và các bạn chập dây 2, 3, 4. Thế nhỉ, chậm này. Mi pha son, giữ pha S9. Rồi, tương tự. Mi pha son, giữ son. Các bạn chập cho mình cũng thế, dây 2, 3 và dây 6.
Rồi, cũng tương tự, mì pha son như lần này dễ hơn. Các bạn bấm mỗi giây bát la thôi. Rồi. Rồi, tiếp theo, phím 5. Rồi, sau khi đến cái nốt son này các bạn lại đánh mì. Tức là đó, khá là dễ. Đến câu này. Son, mi, rồi re, đồ. Đến T này thì các bạn lại giữ pha. Đó. Pha bình thường là pha, đây là pha major 7 này. Đây là pha S9 này, pha. Thì các bạn giữ ngón út vào đây. Đó, các bạn giữ phần còn lại của pha. Câu này sẽ là chập pha, chập 2 và 4. Sau đó các bạn gảy dây 3 lên. Gảy dây 1. Gảy dây 2. Bỏ ngón út, gảy dây 2. Xong lên son các bạn giữ hai nốt này thôi. Chập 2 và 6. Sau đó gảy dây 2. Ngón 1, ngón trỏ. Ngón út. Sau đó các bạn khuỵu xuống để giữ phím 3 dây 1. Bỏ hết ngón tay ra để được nốt mi. Rồi, sau khi đánh đô này. Ba, ba, hai. Giữ thêm nốt này. Và ok. Chỗ đấy mình ngẫu hứng, mình không nhớ chính xác vừa rồi mình đánh cái gì, nhưng đại khái chỗ đấy các bạn ngẫu hứng đi. Ok, đến câu thứ hai gần như tương tự này. Đó, các bạn thêm nốt. Các bạn thay vì chập, các bạn thêm nốt cho khác đi. Mi fa son ba ba, mi fa son ba ba. Vẫn giống này. Vẫn giống. Chập 2 và 4. Vẫn giống, đó. Xong đánh dây mì lên. Hum on pull up, cái này mình nói trong bài hòa đá cô đơn rồi. Các bạn gảy đây. Giữ phím 3, dây 2 gảy lên một lần. Bổ vào phím 5. Đẩy ra được 3 nốt. Sau các bạn gảy nốt đô và các bạn giữ đô trưởng chập 2 và 5. 3 3 2 1. Đây là đô suốt 4 rồi. Giải. Đó. Chập 2 và 5. Đó. Ok, cái intro này cá nhân mình thấy là nó không quá khó. Nhưng cái tốc độ, cái tempo của bài này khá là nhanh, cộng với cái nhịp nó khá là nảy, cho nên các bạn hãy chịu khó so với những cái intro của những bài ballad thông thường. Thì các bạn đánh cố gắng nhuần nhuyễn, thật nhuần nhuyễn mà các bạn hãy ghép vào chứ đừng đánh. Đối với bài này thì thực ra là chơi, nếu mà các bạn chơi theo cái tiết tấu cơ bản, nó không thể nào hay và không thể ra màu được, cho nên là mình thực sự là mình không muốn các bạn chơi tiết tấu cơ bản một chút nào. Nếu các bạn nào cảm thấy khó quá thì thôi, các bạn cố gắng chăm chỉ tập hơn đến khi được, hoặc là đánh dịp hẹn dịp sau. Chứ nếu mà đánh bài này đánh đơn giản nó không được hay lắm đâu. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái cách chơi kiểu kiểu như trong bài. Ok, các bạn xem nhé. Cái nền nhịp chính của nó sẽ là như thế này. Các bạn giữ pha S9 này. Đó. Bát 3, 2, 1, đập. Đập thì các bạn lấy ngón cái, các bạn mở lòng bàn tay như kiểu vặn vít này. Các bạn mở ra, các bạn đập vào dây. Trong cái lúc đập này thì phần 3, 3 cái phần đầu móng này các bạn có thể chạm vào dây để cho dây nó bị mất tiếng như này. Đó. Đó, thì nghe nó rất là R&B, nghe nó rất là giật. À, bát 3, 2, 1. Em từ đâu đó ta đây dịu dàng chân. Đó, tất cả các hợp âm đều là bát 3, 2, 1 đập thôi. Nhưng mà vấn đề các bạn nghe nhịp này. Em từ đâu đó ta đây từ từ ta ta. Đó, đến chỗ này. Ờ, trong xương này thì nó khác một chút là các bạn giữ đô suốt 2 các bạn đánh nha. Dân trong xương. Bát 4, 3, 2, 4, 3, 1. Nếu các bạn ở trên nâng cao thì có thể ngẫu hứng thêm một vài phách nữa cho nó dồn dập cũng được. Đấy, các bạn nghe lại cái đoạn này nhé. Mình đánh này. Đó, đánh đúng cách mình nói này. Tốc độ rất cao. Đó. 3, 4, 2, 2, 4, 3, 1, 4, 3, 2, 4, 3.
Đó. Làm sao các bạn chắc nhịp và đủ nhịp là được. Sang đoạn 2 này thì các bạn chơi tốt, các bạn có thể phát triển tiết tấu một chút để cho nó khác đi. Ví dụ như là bình thường ấy, các bạn đánh là bát 3 2 1 một đợt này, thì bây giờ các bạn có thể thêm dây 2 hoặc thêm dây 2 và dây 3. Ví dụ các bạn đánh này, bát 3 2 1 một đợt 2 2 3. Đó, ví dụ này. Đó. Vâng, miễn là các bạn phải thật chắc nhịp, các bạn phải có cảm giác chỗ nào để chuyển nhịp. Ví dụ như là sau hai đập chân thì các bạn chuyển nhịp, trừ cái ô nhịp cuối cùng của đô sút 2 là trong 4 lần dậm chân. Ví dụ mình sẽ đập chân cho các bạn nghe nhé. 1 2 Đó, riêng cái cuối cùng thì nó trong 4 dậm chân nó hơi dài. Thì các bạn đánh như nào đánh, miễn là nó phải đúng, các bạn phải có cảm thụ được chỗ nào thì các bạn chuyển hợp âm. Đấy, còn đánh R&B mà các bạn không chắc nhịp thì rất là khó đánh. Đấy, cái tiết tấu R&B này thì ví dụ như mình vừa nghe bài Em ơi của Vũ Cát Tường, bài mới đấy, thì cũng chơi cái tiết tấu này. Và nghe nó khá là nảy, nghe nó khá là nhộn. Đó, hoặc là những bài nhạc R&B ấy. Ok. Đó, ví dụ như mình sẽ đánh đoạn 2, mình phát triển tiết tấu ngẫu hứng lên một xíu xíu nhé. Lại như thế các bạn thêm cho nó khác đi, đúng nhỉ? Đấy, còn cái quạt chả của cái điệu này thì nếu các bạn chơi cơ bản đấy thì các bạn cứ quạt chả hai hợp âm trong một ô nhịp, quạt chả ballad, nhưng mà trường hợp hai hợp âm trong một ô nhịp, các bạn nào mà chưa biết cái cách quạt chả này thì các bạn search hướng dẫn quạt chả ballad bài 6 xích trừ 2 thì mình đã chia sẻ cái cách chơi xử lý một ô nhịp quạt chả các bạn đánh hai hợp âm rồi. Đó, đại loại như bình thường các bạn đánh quạt chả ballad như thế này, xuống xuống lên xuống 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 lên chuyển, thì bây giờ hai hợp âm thì các bạn sau hai cái xuống thì các bạn chuyển thôi, xuống lên chuyển, đúng nhỉ? Đấy, nó đơn giản như vậy thôi, còn ai muốn xem cụ thể thì xem ở cái link mình vừa nói đấy. Ok, nhưng mà vấn đề là bài này các bạn muốn quạt hay ấy, thì đối với những người quạt nâng cao thì các bạn nên quạt nó nảy ở cái chỗ mà bình thường là xuống này lên xuống, các bạn không nên đánh đùa lên xuống, các bạn chỉ đánh là lên ngắt, tức là khi lên cái tay các bạn thả lỏng này. Cái xuống đấy các bạn có thể không đánh vào dây được, hoặc đánh vào dây nó không tạo thành âm thanh thì nó sẽ được nhỉ. Đó. Hoặc là kể cả các bạn không nhấc cũng được, nhưng các bạn đánh, cố gắng các bạn đánh nó gọn ở chỗ đấy. Ví dụ thay vì các bạn đánh là lên xuống nó rườm rà, các bạn có thể đánh là lên xuống. Đấy, lên nghỉ. À, lên nghỉ lên xuống. Xuống nảy cho ấy lên, cảm ơn, cũng như đoạn đầu đây mình sẽ quạt cho các bạn xem nhé. Còn các bạn nào chơi nâng cao hơn thì các bạn có thể ngẫu hứng rất là nhiều cách mà mình nêu ở đây, nó cũng nhiều quá đâm ra thành loạn. Thì quạt chả ô nhịp cuối cùng. Đó, hợp âm số 4 thì mình nói từ đầu cách giữ này hơi khó nhưng dùng cho quạt chả. Đó, ok. Như vậy là bài này của Sơn Tùng thì thực sự là mình muốn nói cho các bạn cái intro này, và mình muốn nói cái cách chơi nó nâng cao một chút, nó dành cho những bài R&B mà các bạn phải đánh nó nhấn nhả này. Đó, còn có các bạn câu hỏi thắc mắc gì thì các bạn cứ đặt cho mình nhé. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Chúc các bạn Valentine vui vẻ.